Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Hôm ấy, 11 môn đệ đi tới miền Galilê đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, có người giáo dân hỏi tôi là mỗi lần làm dấu thánh giá con vẫn đọc là nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Rồi con thấy các cha làm lễ thì cũng đọc vậy, nhưng mà cũng có cha đọc là nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Thế thì phải đọc như thế nào nó mới đúng? Anh chị em có thắc mắc vậy không? Khi chúng ta đọc là nhân danh Cha và Con và Thánh Thần thì không phải là điều mà hội thánh mà chúng ta sáng chế ra, mà là lệnh truyền của Chúa đấy. Ở trong bài tin mừng này, Ngài nói các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành muôn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Có thể là cái cách dịch nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần là muốn nhấn mạnh rằng Thánh Thần cũng là Thiên Chúa, mà Đức Giêsu cũng là Thiên Chúa. Thế nhưng nếu chúng ta dịch sát với tiếng Latin In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti thì phải dịch là nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Và trong những ngôn ngữ mà ít ra tôi biết như là tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Ý thì người ta cũng dịch như vậy. Và khi chúng ta đọc nhân danh Cha và Con và Thánh Thần thì điều được nhấn mạnh trước hết là chỉ có một Thiên Chúa mà thôi. Chỉ có một Thiên Chúa mà thôi. Và đó là điều mà trong bài đọc thứ nhất hôm nay anh chị em nghe ông Môsê nói với dân Israel. Anh em phải biết và để tâm suy niệm điều này: trên trời cao cũng như dưới đất thấp, chính Chúa là Thiên Chúa chứ không có thần nào khác nữa. Môsê nhấn mạnh như vậy. Và nếu anh chị em đọc Kinh Thánh Cựu Ước thì sẽ thấy là từ Môsê cho đến các tiên tri, cái chân lý này được nhấn mạnh nhiều lắm, đến nỗi trở thành một lời kinh mà người Do Thái đọc hàng ngày. Tôi cũng thuộc cái kinh đấy. Hỡi Israel hãy nghe đây, Thiên Chúa, Chúa chúng ta là Thiên Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn. Ngươi phải truyền lại cho con cháu, phải lập lại lúc ở nhà cũng như khi đi ngoài đường, lúc đi ngủ cũng như khi thức dậy.
Thì thường xuyên nhấn mạnh như vậy cơ mà. Mà sở dĩ từ Môsê đến các tiên tri nhấn mạnh chỉ có một Thiên Chúa duy nhất là bởi vì dân Israel, dân Chúa ngày xưa dễ sa đà vào việc chạy theo các thần ngoại giáo lắm thưa anh chị em. Anh chị em cứ nhớ lại cái chuyện là người ta xin ông Aaron để làm một con bê bằng vàng, xong rồi sụp lại nó như là vị thần vậy đó. Anh chị em cứ nhớ lại cái câu chuyện của tiên tri Elia, ông ấy thách thức các thầy tư tế của đạo Ba-an lên núi Các-men dâng lễ tế cho Chúa, xem Chúa nào là Chúa thật. Chúng ta cứ nhớ những câu chuyện như thế thì sẽ thấy là Kinh Thánh Cựu Ước nhấn mạnh nhiều lắm đến cái chân lý chỉ có một Thiên Chúa mà thôi. Khi Chúa Giê-xu đến, Chúa Giê-xu tiếp tục dạy chúng ta như vậy, chỉ có một Thiên Chúa duy nhất mà thôi. Nhưng mà đồng thời, Chúa Giê-xu mặc khải thêm, Thiên Chúa duy nhất ấy là Cha và Con và Thánh Thần. Chúng ta quen gọi là Chúa Ba Ngôi. Anh chị em có biết cái từ ngôi đó nghĩa làm sao? Cái này là bắt đầu thấy nhức đầu rồi đó. Chúng ta nói Thiên Chúa Ba Ngôi thì cái từ ngôi ở đây là mình gọi vắn tắt một cái từ của triết học, ngôi vị. Và đồng thời có một từ nữa là bản thể. Những cái thuật ngữ triết học đó được Hội Thánh vận dụng để giải thích về mầu nhiệm Thiên Chúa duy nhất mà lại là Ba Ngôi. Mình quen gọi vậy thôi mà tôi cũng không có bắt anh chị em phải học triết học ở đây. Chúa Giê-xu chỉ nói với chúng ta Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là Thiên Chúa duy nhất, nhưng duy nhất không có nghĩa là cô độc. Cô độc gắn với khó tính, khó nết. Nhưng Thiên Chúa duy nhất ấy là Thiên Chúa của những tương quan giữa Cha và Con. Và cái tương quan đó là tương quan của tình yêu. Thánh Thần chính là hiện thân của tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu. Cái tình yêu nội tại nơi đời sống của Thiên Chúa, giữa Chúa Cha và Chúa Con và Thánh Thần. Và tình yêu đó phong phú lắm, cho nên nó trào vọt ra bên ngoài. Ở trong công trình sáng tạo, Thiên Chúa tạo dựng cả cái vũ trụ này và nhân loại chúng ta, bởi vì Ngài muốn cho chúng ta được chung hưởng cái hạnh phúc của Ngài. Anh chị em đọc lại Kinh Thánh đi. Khi Thiên Chúa tạo dựng trời đất và con người, Kinh Thánh kết luận mọi sự Chúa làm đều tốt đẹp. Và con người đầu tiên sống ở trong vườn địa đàng hạnh phúc. Thế nhưng mà khi con người sa ngã, đánh mất cái hạnh phúc thuở ban đầu, thì tình yêu ấy trở thành tình yêu cứu độ. Thiên Chúa tìm mọi cách để cứu vớt con người, kể cả Ngài chấp nhận ban tặng người con một cho chúng ta, và chấp nhận để cho thế gian đóng đinh người con một đó vào thập giá. Và tình yêu ấy còn là tình yêu thánh hóa, có nghĩa là tình yêu ấy mong muốn làm cho chúng ta thuộc trọn về Thiên Chúa là Đấng Thánh mỗi một ngày một hơn. Cho nên vắn tắt một điều, Thiên Chúa duy nhất là Thiên Chúa tình yêu. Vậy thì thưa anh chị em, hôm nay khi cử hành lễ Chúa Ba Ngôi, anh chị em và tôi được nhắc nhớ điều gì? Tôi xin gợi hai điều. Thứ nhất, chỉ có Chúa là Thiên Chúa mà thôi, chứ không có cái thần thánh nào khác cả. Niềm tin đó giải thoát người Công giáo chúng ta, nếu mà chúng ta sống đúng với niềm tin đó, giải thoát chúng ta khỏi các thứ nô lệ,
Không có ai và không có cái gì trong cuộc đời này, trong trần gian này đáng để chúng ta phải thờ phượng và làm nô lệ cho nó cả. Bởi vì chỉ có một Thiên Chúa mà thôi. Về mặt lý thuyết, anh chị em và tôi đều tuyên xưng như thế. Nhưng có khi trong thực tế không hẳn đâu. Mình vẫn nói là mình tin chỉ có một Chúa thôi. Nhưng mà trong thực tế, trong tâm hồn của mình đó, có một cái gì đó nó chiếm ngôi thần tượng chứ không phải là Chúa đâu. Cái gì đấy có thể là tiền bạc, cái gì đấy có thể là quyền lực, cái gì đấy có thể là khoái lạc xác thịt. Nó chiếm ngôi thần tượng chứ không phải là Chúa đâu. Thế cho nên cũng là cái dịp để cho mỗi người chúng ta xét mình lại, nhìn lại đời sống đức tin của mình. Và gợi ý thứ hai, thưa anh chị em, Thiên Chúa ba ngôi là Thiên Chúa tình yêu. Mà chúng ta đây này, Kinh Thánh nói chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Và như thế thì mình càng sống yêu thương bao nhiêu, mình càng nên giống Chúa bấy nhiêu. Thì chúng ta hãy bắt đầu sống cái tình yêu đó ngay trong gia đình của mình, rồi mở rộng ra đến tất cả những người mà mình gặp gỡ. Mình càng sống cái tình yêu phong phú bao nhiêu thì mình càng nên giống Chúa bấy nhiêu. Thưa anh chị em, đời sống người Công giáo chúng ta bắt đầu từ lúc nào? Ở đây có một số bạn trẻ này, nếu mà cha hỏi thì con có trả lời được không? Đời sống người Công giáo bắt đầu từ lúc nào? Có phải là bắt đầu từ lúc chúng ta chịu phép rửa tội không? Và chịu phép rửa là nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Không chỉ là lúc chịu phép rửa tội, mà người Công giáo bắt đầu ngày sống của mình vừa khi thức giấc, anh chị em làm gì đầu tiên? Làm dấu thánh giá. Và làm dấu thánh giá là đọc nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Và không những bắt đầu một ngày, mà bắt đầu bữa ăn, bắt đầu làm một công việc gì. Tôi biết nhiều người trong anh chị em vẫn làm dấu thánh giá và đọc nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi gần gũi với chúng ta biết mấy. Thế thì mỗi lần làm dấu thánh giá như vậy, chúng ta xin Chúa nhắc cho mình nhớ chỉ có Chúa là trên hết mà thôi. Và đồng thời Chúa là tình yêu, để mình sống tình yêu thương đó trong mọi hoạt động thường ngày của mình. Làm được như thế, đúng nghĩa chúng ta là những người tin và tuyên xưng vào Thiên Chúa Ba Ngôi. Amen.